Thưa quý vị, ngày hôm nay, Hội đồng nhân dân thành phố Huế tổ chức kỳ họp thứ 3 để xem xét quy định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và nhiệm vụ giải pháp để phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 của thành phố Huế. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Khánh Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phan Thế Định, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Huế cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Huế. Phóng viên Phương Thảo có mặt tại hiện trường thông tin chi tiết. Thưa quý vị, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tất cả đại biểu và khách mời đều được bố trí test nhanh kháng nguyên và số quả trình họp. Các đại biểu được bố trí ngồi giãn cách và bộ phận tổ chức cũng đã sẵn sàng cho các tình huống dịch khác nhau. Trong kỳ họp cuối cùng của năm thì Hội đồng nhân dân thành phố Huế sẽ xem xét đánh giá và quyết định hàng loạt các nội dung quan trọng tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội cho năm mới 2022. Một năm dù vẫn còn đó nhiều khó khăn thách thức, nhất là dịch bệnh COVID-19, nhưng cũng sẽ có nhiều cơ hội động lực phát triển mới mang tính đột phá. Những kết quả của kỳ họp này cũng sẽ là tiền đề quan trọng trong định hướng phát triển của thành phố trong giai đoạn 2021-2025. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Huế Phan Thiên Định nhấn mạnh, trong năm qua, với sự quyết tâm cố gắng nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, đã có 9 trên 14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các chương trình trọng điểm được triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực. Có 5 chỉ tiêu không đạt kế hoạch là doanh thu du lịch, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ giảm hộ nghèo theo chuẩn quốc gia, số lao động được hỗ trợ giải quyết việc làm, thu gom và xử lý chất thải rắn, rác thải y tế, tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch. Do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và việc mở rộng địa giới thành phố. Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét các báo cáo tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, điều chỉnh dự toán ngân sách 2021 thông qua dự toán ngân sách phân bổ đầu tư công 2022. Đặc biệt do đặc thù triển khai nhiệm vụ mở rộng địa giới hành chính thành phố theo nghị quyết 1264 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, nên kỳ họp này cũng sẽ lần đầu tiên xem xét thảo luận để thông qua kết quả phát triển kinh tế xã hội đầu tư công năm 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đầu tư công năm 2021-2025. Trình bày báo cáo về kết quả thực hiện kinh tế xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 cũng như giai đoạn 2021-2025. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Võ Lê Nhật cho biết, với mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thành phố Huế quyết tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành 13 chỉ tiêu chủ yếu, đề ra 6 chương trình, 7 dự án trọng điểm trong giai đoạn 2021-2025. Chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng thêm 12%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 4.000 đến 4.200 USD, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tăng bình quân hàng năm trên 12%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm từ 12 đến 13%. Kiên định phấn đấu đến năm 2025 Huế là thành phố không ma túy, không trộm cướp, không có trẻ em khát học, có con người sống văn hóa, nhân ái và thân thiện, có đô thị xanh, sạch, văn minh, có chính quyền đơn vị, tôn trọng nhân dân, có kinh tế phát triển mạnh trên nền tảng nghệ thuật, giá trị văn hóa, di sản, tri thức và hội nhập. Chiều cùng ngày, Hội đồng nhân dân thành phố cũng đã thông qua các nghị quyết quan trọng như nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021, nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nghị quyết thông qua danh mục và phân bổ vốn đầu tư công năm 2022, nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2022, nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố Huế. Trong sáng ngày 21 tháng 12, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ tiếp tục ngày làm việc thứ hai, nghe báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trình tại kỳ họp lần thứ 3. Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, thảo luận những vấn đề còn khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021, từ đó đề ra các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện tốt hơn trong năm 2022 và những năm tiếp theo.